Ủa anh ơi, sao anh không cho thìa vào gian na có tái chế mà? Mình trả lời rất là nhẹ nhàng. Cho thìa vào gian na thì con Zinix của mình cầm BS nó sẽ không random được. Mình mới có hai tái chế thôi. Bỏ thìa vào gian na là con Zinix nó random được không được. Cứ chỉ mà chỉ kiểu ra lệnh người ta ấy. Chả chửi. Người ta đã nói một lần hai lần thôi chứ nó hoài. Mình đã nói rồi nó còn ngồi nhảy hoài. Người ta không cho vào là có ý đồ hết đấy chứ. Ý kiến kiểu hỏi khác mà chỉ kiểu ra lệnh nó khác. It's my lucky day. True explorers follow the compass in their heart. Impossible comebacks are sort of my specialty. Ôi, động lực màu vàng ở học viện kiếm phép sao ép bài nhau vậy, sao ép dữ vậy, chơi game ép bài thế, đánh mở ép à, mở ép không được, mở ép đâu, giờ này chắc chắn là level 3 là không có mở ép ở đấy, ấn học viện đi, ấn học viện là chắc chắn rồi đấy, bạn có thể đánh cốc mo cũng được. Thề luôn, nó ép bài thì thôi luôn đấy các bạn ạ. Chơi game cứ gặp thể loại ép bài ghét thế. Cái ván trước đó vậy, để thêm cái ván này nữa. Hai ngoại binh như động lực màu vàng là bạn phải có tiền. Động lực màu vàng là nên ra cái ấn thứ hai hoặc thứ ba thì bạn lấy được. Ấn này thì bạn lấy làm gì? Này Kata rồi này. Đột biến gì này? Rừng Kata luôn rồi này. Làng con Kata nữa là bốn học viện rồi này, hai sát thủ này, bốn học viện hai sát thủ luôn rồi này, chuột học viện này, ván này đã nấp chết học viện, thách đấu học viện, ừ học viện thách đấu cũng được này, anh thách đấu được này anh em, nhiều thách đấu phết này. Ok, ngon. Phiêu ra học viện là thách đấu. Ván này toàn thách đấu thôi. Ngon mà. Cốc mo cũng được này. Thực tế thì bây giờ mình đổi con này thành con cốc mo bắn đau hơn này. Nhưng mà đồ của mình không có đồ tăng ấy. Chắc là mình ấn ấp chép ngon hơn. Cốc mo học viện bắn khá là đau. May á, may ván này xài cốc mò học viện đấy, bắn chứ xài con chuột bắn tới bao giờ mới chết được con này, bắn còn giết được con Darius. Học viện nuôi lắc, học viện nuôi lắc nó không ngon bạn ạ. Ván này thì nên đánh kiểu phiêu ra học viện các kiểu ngon hơn. Thách đấu mình ra nhiều rồi này. Thế này, quá trời thách đấu rồi thấy không? Cứ để anh cóc mo cầm đi. Bây giờ cho hai con này ra cũng được này. Thêm con này đi. Đó, đẹp như vậy. Ván này nó thách đấu chắc rồi. Bây giờ đi làm kháng phép là cùng cung thôi.
Tí cho Leona phát đấu. Ừ, đánh Yone bây giờ theo kiểu cùng cung cung săn không? Cung săn với cùng cung clear nó mới nhanh được. Thìa thì ghét được cái học viện này. Mà có nên lấy không ta? Ghép được thêm cái học viện luôn này. Tại vì đánh bài thách đấu này mình cũng không có đánh nước mắt hết. Nên là chắc được hai cái học viện luôn. Tí cho cây ra học viện nữa thì đẹp. Giờ cho Queen học viện đi ha. Mình có dư con Queen này. Cho Queen học viện đi. Tí rồi mình bán Queen mình đổi cho cái ra, hoặc là bỏ con này cũng được. Cho con này học viện tăng cho ngon. Con này học viện tăng nhiều, nhiều siêu. Ngon hơn. Nó không nhặt thìa thì mình nhặt thôi. Thường thường đánh bài này cũng đâu xài nước mắt đâu. Lắp hai cái học viện luôn cho nó chất. Lắp hai cái học viện thì binh. Tí làm quả Kai'Sa học viện rồi Fiora học viện nữa là binh. Đánh 6 học viện 6 thách đấu chẳng hạn. Hoặc là 8 học viện 4 thách đấu. Ấn thứ hai là trăm bài vở nữa thì Blackpink. Trăm bài vở thì binh. Lắc luôn rồi nè. Cái này thì thực tế cũng chả cần lắc lắm ấy. Có là xài tạm đi. Đánh học viện này đồ này đâu đánh lắc. Đánh mà thách đấu mà. Thôi xài con Garen ngon hơn anh em ơi. Lắc để kích hệ thôi. Thật má, ván này lắc kích hệ thôi làm ấy. Đôi mắt tưởng thìa đó thì mẹ vỡ lờ luôn. Gọi là vãi lên luôn, cùng cung rồi này. Thiền thì vãi lên luôn. Cùng cung rất thiên thần nữa là đẹp nhỉ. Cùng cung rất thiên thần là ping rồi nhỉ. Thiên thần cùng cung ping. Có cái Neko nữa kìa. Có vẻ dễ chơi rồi đấy. Bây giờ mình đã có 6 học viện rồi. Nhưng mà phải up chất 7 mới đủ 6 học viện, 4 thách 6 học viện 2 thách đấu. Hai có 4 tiền nhưng mà con lắc này mình chưa có xài ấy các bạn. Quan trọng là bạn chưa có xài con lắc. Bây giờ úp phát 2 chết luôn này. Thì ngon này.
Đấy, để 6 học viện luôn. Để cho nó tự rốt tướng thì ngon. Để mình đẩy mấy thằng... Ủa thằng này chăm máu, à thằng này chăm máu nhưng mà nó không cháy, đúng rồi. Thì bạn úp để cho nó đủ hệ bạn. Bây giờ bạn úp thì nó 5 học viện nhìn nó đần. Úp thì phải úp 6 học viện luôn chứ, 5 học viện nhìn đần lắm. Giữ win trick luôn. Lấy cái này ngon này, và lấy cái này thì cũng ngon. Lấy cái này thì có giảm hồi máu luôn. Lấy cái này để đánh thách đấu là đẹp. Còn lấy cái này thì tí con Kai'Sa có hút máu. Cái nào cũng ngon chứ. Lấy cái 3 thì tí khỏi phải xoay. Thực tế thì 20% giáp nó cũng chả ăn thua các bạn. Mình cần hút máu hơn. 20% giáp cũng chả ăn thua. Chủ yếu cái ấn đấy là ngon là cái hiệu ứng giảm hồi máu thôi. Mà mình đánh bài thách đấu này thì nó có kịp bút máu đâu. Clear nhanh mà. Làm gì nữa kịp bút máu với ra chiêu đâu. Nó không có cộng dồn cung săn. Bây giờ mình bắt con Ori vô thay con cốc mò. Hơi đần. Đấy, hút máu kìa. Tại vì bắn này mình tính chơi Kai'Sa học viện đấy. Nên mình muốn lấy cái phước lành cho con Kai'Sa nó có hút máu. Kai'Sa học viện thì nó sẽ có hút máu. Bắn này mình nhiều khi mình lên 9 được luôn ấy. Bài thách đấu ăn được bài chuyên đồ ăn được. Được chứ sao không? Ăn tốt. À. Ủa? Mấy ông này chê hả ta? Rất thiên thần luôn này. Nó Yone luôn này. Nó Leona luôn này. Đéo nhét được học viện như con nào hết. Thế thì vậy đi. Vậy đi. Đã quên không cho con này vô thay con này rồi. Thì ván này up được 9 luôn đó trời. Con này thách đấu này. Mà có nên bắt không ta? Từ đã. Ván này đôi khi đánh 8 học viện 4 thách đấu ấy. Mình đánh 8 học viện 4 thách đấu nên không cần con này đâu. Không 8 học viện 4 thách đấu. Hoặc là 6 học viện 6 thách đấu. Tùy. Braum à. Braum chắc cũng cần nhỉ. Lan đã đi. Bắt thọt tiền. Bỏ kata ha ta. 8 học viện. Không, mình nghĩ là mình đánh 6 học viện 6 thách đấu. 6 học viện 6 thách đấu hả ta? Tại mình xài cùng cung ấy. Mình xài cùng cung nên mình phải đánh nhiều thách đấu. Thank you.
Ván này ấp 9 được ấy. Có một nhà đánh thách đấu giống mình. Có một nhà thôi. Ui. Gì đây, gì đây, gì đây? Cái gì đây? Ui đại bác, cùng cung nữa kìa. Đồ này lắp gì ta? Vô đây đại bác à? Vô đây đại bác trông hơi đần nhỉ. Vô đây khăn đi, tí cho phiêu ra đại bác cũng được. Hoặc là cây ra đại bác cũng được. Lắp đồ luôn không? Phiêu ra hoặc cây ra đại bác. Vô đây chắc cầm khăn quá. Vô đây hai cùng cung á hả? Cần cái khăn hơn đấy mọi người ạ. Thôi thua luôn. Yone 2 nó cầm đồ này thì thắng bằng mắt à? Mấy cái nồi ạ. Làm cách nào hay vậy? Magic à? Không có khăn tí bị con dây xi nó khóa mọi người. Cảnh binh nó khóa vào mồm. Ăn CC cũng mệt, không thể cuồng đao các bạn. Xài cuồng đao đánh 8 học viện cũng được. Xài cuồng đao đánh 8 học viện hả ta? 32 tiền lên cấp cho Brown và cho Cotton thì cũng được. Thôi 4.5 đi, máu nhiều mà. Bán lại up 9 luôn. Có M3 này. Ây da. Ván này nuôi cây da, các bạn đã ấp 9 nuôi cây da luôn. Ván này mình không xài con lắc. Đã con lắc không cần làm gì cả. Mình không có cần con lắc mà. Lắc 1 cũng được, lắc 2 thì cũng đỡ thôi. Không đến nỗi cần con lắc lắm. Ván này cần 9 cây da học viện ấy. Ván này mình không cần lắc mà. Ở trong này cũng ngon này. Nhìn nó mày sợ thế. Lên 8 rồi một con Yone nữa ốp chết. Lên 8 rôn thêm con Yone ốp chết. Tôi hết Yone. Mèo là no hope rồi, khó rồi. Vô đây cuồng đao à? Vậy thì phải vô đây cuồng đao rồi. Cuồng đao thì đánh 8 học viện. Nhớ gì? Cuồng đao, 8 học viện. Diệt ở đâu ra, BF có được lấy đâu. Thôi cuồng đao thôi, lắp đại đi. Cùng đao cây ra ngon hơn. Ừ cũng được. Rồi một con Yone nữa đi. Không có rồi, khó. Victor học viện. Khó chưa? Khó chưa? Hơi khó. Thôi vô này cuồng đao đi.
Thằng này Yone 2 level 7 luôn rồi nè. Mình roll ra một con Yone đấy, mình eco luôn. Fiora cũng không có này. Cái gì vậy trời? Độc hành à? Gia cố hàng thủ thì nó không cần lắm ấy các bạn. Độc hành đi. The stage is set. Brao nhiều thế. Đây rồi. Rồi, ok. Mình bắt hai con thôi nhé, tại mình chưa xài ấy. Rồi, lên 9 đi. Ván này thích thì đánh hai thách đấu được rồi. Cười. Không chưa ngủ hả? Sao không ngủ? Trời ơi, đỏ hai mắt luôn kìa. Sao không ngủ cho. Too late for you. Giáp thiên thần. Fiora. Sharp blade, sharp mind. Giáp thiên thần cùng cung luôn à. Fiora giáp thiên thần luôn. Fiora diệt à? Diệt thì biết. Thú tượng cho Braum à? Cho nó huyết kiếm cho nó trâu các bạn. Tại một sao Sojin quyền năng thích cho huyết kiếm hơn. Ván này chắc mình nghĩ là mình đánh ít thách đấu thôi. Đánh hai thách đấu thôi. Tí nữa cho con JC vào đây này. JC vào đây đánh hai thách đấu là 1-2 thôi. JC vào là đẹp rồi nhỉ. JC nếu mà con này là Samira thì khó đánh tám học viện lắm, đánh hai trận đấu thôi, tại con này quyền năng mà. JC học viện là đẹp. Này có mèo quỷ thư rồi này. I'm always ready. Chưa xài được nhỉ? Chưa có xài được. Lên chết xài JC.
Con JC cầm đồ con Fiora nè. Rồi con Fiora cầm cái này thôi. Chứ xài được. Lên chết mới xài được. Bán Yone đi, Yone có 3 được đâu. Bán này đến 8 học viện được ấy. Có JC đâu cần cung săn. Hay là bỏ đánh 6 học viện thôi nhỉ, 4 thất đấu để con Queen ngon hơn. Để con Queen ngon hơn đấy anh em ạ. Tại vì con Queen nó có cấm đánh ấy. Ván này nhiều thằng đánh đa vật lý này, con Queen này nó cấm đánh được. Cấm đánh ngon hơn. Có được mà đã xài được đâu bạn, lên 9 Rogram này. Zeke à? Zeke thì không ngon nhỉ? Kiếm súng tìm băng là ngon nhất. Tìm băng là ngon nhất, toàn thách đấu kiểu thôi. This is who I am. Garen thì Garen thay bằng Yumi là đẹp rồi. Đúng rồi. Sharp blade, sharp mind. This is who I am. I will protect you. Oh, quýt thì tí thay bằng cây da. Cua này lùn khỏe đấy, lùn cát đấy. Cung săn giáp gai giáp máu, cung săn cho Queen đại đi ha. Cung săn Queen giáp gai giáp máu à, cho Braum JC giáp gai nhỉ. Braum giáp máu, JC giáp gai. Không mà giáp máu cho Garen, tí mình cho mèo giáp máu. Now this is fun. I'm always ready. Hả? Cái tí mẹ này. Con nào cũng cần. Khóa lại một tên đi, mình có mất bao nhiêu đâu. Cái máu Garen, cái gai JC cũng sẵn con này. Rally to me. Con nào cũng cần. Giáp máu tí mình cho mèo. Brown này uống tí một lần thôi.
Fiora vẫn một. Tóc một đến đít là Fiora vẫn một. Ảo thật. Ừ, chả ra một con cây da nào luôn. Ông này level 8, Zinix 2, Victor 2 nè. Một con mèo nó luôn ấy. Chán chưa? Nó vẫn là đen chứ mà. Người ta level 8 Zinix 2 Victor 2 này. Level 8 Zinix 2 Victor 2 2 JC này. Mẹ vẫn đen các bạn. May có Neko, Neko con này 2. Đâu có đỏ đâu. Thì rõ ràng mà đâu có đỏ đâu. Né đâu có lực lít ra đâu. Bạn sao mà né được? Đỏ gì nổi? Cái này mà đỏ à? Đôi khi thua luôn ấy. Đôi khi thua cả thằng này. Thấy không? Đôi khi thua. Không có mèo luôn mà. Cây da này. Quỷ thư. Quỷ thư đi. Quỷ thư đi. Cái da không cần đâu, cần quỷ thư hơn đấy. Sao này nó không lấy ấn hóa kỹ ta? Có mèo không? Rồi, mèo đây rồi. Tiêu ra mèo luôn đi. Mỡ. Bố mày ra rồi đây này. Đấy. Ngon làm gì làm đi. Đấy, ra rồi đấy. Mà 6.5 mới lên được cái da với con mèo. Các bạn cứ đỏ thôi. Cứ đỏ thôi. Có mèo là ăn rồi. Có mèo giảm hồi máu là ăn chắc rồi. Ăn chắc rồi. Fiora lên 2 cũng ăn được. Có mèo Fiora 2 là ăn. Cho Fiora lên đây luôn đi. Cho mèo đứng đây. Mèo đứng vầy à? Đứng vầy hơi ngu nhờ. Mẹ mấy con phía sau này thì cần đéo gì. Mấy con phía sau thì cần đéo thì siêu độc hành. Vẫn bám vào đấy à, bám phiêu ra cũng được. Thua này à, không. Tí thua luôn. Tí thua đấy. Ông này ông top 2 mới đỏ này. Anh em thấy clip này hay á, thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình dép tướng mới hoặc là build đội hình mới á, thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Dê dê châu châu châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.